Xin chào cả nhà. Hôm nay em đang có mặt tại Thụy Hà, Đông Anh, Hà Nội. Công việc của em hôm nay lên là bảo dưỡng lại cái hệ thống năng lượng mặt trời của các khách hàng tại Đông Anh. Hệ thống này thì bên em triển khai nó cũng được một thời gian rồi. Hôm nay thì em lên để bảo dưỡng cho nó. Hiện tại nó vẫn đang hoạt động đây. Tổng công suất thu được từ năng lượng mặt trời là 10.316,7 kW rồi. Tổng nhà tiêu thụ là 12.051 rồi. Đấy. Mua tùy điện lưới là 1.200. Đây là mua tùy điện lưới là 1.200 nhé. Bán đây này không không thấy biểu hiện bán nhé. Các thông số các bác có thể nhìn thấy này. Tổng nhà đã sử dụng hết 12.051 này. Mua từ điện lưới là 1.292 này. Đấy, sạc vào bình ắc quy xả từ bình ắc quy ra là 4.325 kW này. Từ điện năng lượng mặt trời xuống là 10.316 này. Đấy, tức là sau cái thời gian sử dụng rất là lâu nhưng mà mua từ điện lưới vào cái có hơn 1.000 số thôi. Và tổng tiêu thụ của nhà là 12.000 số. Đấy, tức là 10.000 số là sử dụng từ năng lượng mặt trời và bình ắc quy nhá. Nên là hiệu quả của năng lượng mặt trời là chuẩn 100%, mọi người cứ yên tâm mà sử dụng. Hiện tại đây là phiên bản Lux Power 10 kW đời đầu. Bây giờ là 10 kW nhưng mà người ta cải tiến nó hơi khác một chút rồi. Khác về cái hình thức bên ngoài thôi, còn ruột thì vẫn thế, phần mềm thì có nâng cấp một chút. Các máy cũ này thì vẫn nâng cấp phần mềm bình thường. Hiện tại cấu hình của khách thì vẫn là 3 pin SVE. Chạy với Lux Power, một bộ pin 200 mAh chạy mạch Daily 100 và một mạch một bộ pin 100 mAh của hãng CATL. Tất cả 1 2 3 4 5 5 bình. 300 A cộng 200 A là 500 A, 500 A là tổng 600 mAh. Hôm nay thì lên bảo dưỡng và bỏ mấy cái tủ điện này đi, em thay bằng cái tủ 36 CV to kìa cho nó gọn. Hai cái tủ này dồn vào thành một, đấu lại hệ thống dây dợ các thứ. Tí quay trên máy em sẽ quay cho mọi người xem. Hiện tại em đang lên kiểm tra trên máy. Ở đây thì hiện tại có 4 dàn pin. Mỗi dàn sẽ sử dụng là 6 tấm. Mỗi dàn sử dụng 6 tấm pin. Thì cái dàn này lắp nó có độ nghiêng nó không được tốt lắm, ra là nó đọng nước ở đây là mọi người nhìn thấy này. Đấy, các bác lắp phải chú ý cho em cái kẹp thoát nước nhé. Hôm nay em cũng không nghĩ ra mang cho khách hàng cái kẹp thoát nước để kẹp thoát ở đây. Đây, đấy, nó ố luôn. Chỗ này thì cái tấm pin nó sẽ bị giảm một chút cái hiệu suất, giảm khoảng tầm 10 đến 15% hiệu suất ở cái góc này. Cái này là Molo Hapsel Caladian. Toàn bộ các tấm nó đều bị như vậy luôn. Xa xa cái con núi ở cả nhà kìa. Cái dàn này là dòng bị thấp, dòng thấp và nó bị tụt áp về 120V. Đang tìm nguyên nhân của nó đây. Tấm này là tấm Caladian cả nhà nhé. Tấm này có cái thanh nhôm ở giữa. Nhìn kiểm tra qua thì không thấy có cái tấm nào bị vỡ cả. Không có tấm nào bị vỡ cả. Caladian, hàng xịn này. Cala thì hàng này seal thì seal A rồi nên là các seal nó đều nhau, nó không bị đổi màu đâu. Đây chỗ này nó bị đọng bẩn quá này. Bên này cái tấm này thì đọng bẩn quá này. Đây là lắp đây cũng không phải là kín nước hẳn mà lắp theo kiểu này thì là nó sẽ bị đọng nước một chút như vậy. Với cả cái khung này thì là lắp nó không được trôi lắm. Cái khung sau này thì nắp trôi. Hệ thống này bên em chỉ cung cấp inverter và pin thôi. Còn pin mặt trời là của đơn vị khác lắp từ trước. Bên này thì nó sạch hơn này. Không vệ sinh gì đâu nhưng mà nói chung là tương đối là sạch. Nó thoát được nước nó cũng đỡ bẩn hơn. Độ nghiêng tốt hơn. Bây giờ em sẽ phải kiểm tra cái dàn này xem nào nó có chắc chắn là nó có một cái mối nào lối nào đấy bị nước mưa nó vào dẫn tới là để nó bị dòng nó bị kém công suất nó không đạt.
Tất cả ở đây là bao nhiêu tấm nhỉ? 624 tấm 450W. Có phải không? Để em nhìn nhầm không phải 450W không? À 445 cả nhà nhé. Đây. Caladian 445. Đây, bắt nhôm thì họ bắt như thế này. Đấy, lâu ngày nhôm cộng sắt thì nó sẽ rỉ như này nhá. Ốc này mọi người mua giúp em ốc inox này. Đấy, còn cái này thì phải sơn nó vào một chút, không để lâu ngày về lâu về dài nó rỉ. Nó rỉ hệ là mới được khoảng 3 năm thôi. Nói chung là 10 năm nữa vẫn chưa vứt đi được. Nó các cái khung nhôm này nó chưa hỏng được đâu ạ. Nó rỉ thì cứ rỉ thôi chứ không hỏng được. Ok, bây giờ em sẽ đi kiểm tra nhá. Sau khi tìm ra nguyên nhân thì sẽ quay cho mọi người xem. Đây, hiện tại em đã phát hiện ra bệnh của nó đây. Sao không lấy led được nhỉ? Bệnh của nó là thợ trước là bấm MC4 không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhá. Chảy nó bị sun luôn cả cái rắc MC4 này, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, bệnh nó đây nên tại sao là cái dàn này nó không có dòng ở cái chỗ đấy. Nó bị sun luôn ở cái dây ở chỗ này. Đây nó quay nó không khó nhìn. Đây nguyên nhân ở đây đây. Đấy. Rắc MC4 của tấm pin là rắc xịn nhưng mà chả hiểu tại sao mà bác thợ trước có cái tha cái đấu bằng cái rắc MC4 khác nó không đủ tiêu chuẩn. Nỏng nên là nó bị sùi hết cả như này. Dẫn tới là một dàn 6 tấm này nó không có điện. Đây em vừa cắt ra đây. Caladian cả nhà nhá. Đây là MC4 là bị thợ thay rồi nhưng mà không thay không đúng cái MC4 kiểu hàng fake. Ra nó bị cái hiện tượng như này. Nên trong quá trình lắp là mọi người chú ý một chút nhá. MC4 phải bấm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và sử dụng rắc ngon. Rắc xịn thì có thể 40.000 một cặp hoặc 20.000 một cặp, nó tùy hãng. Ví dụ em đang bán lít là 20.000 một cặp. Nhiều bác cứ bảo trên mạng nó bán chỉ 7-8.000, nhưng mà đây này, 7-8.000 về chạy nó thành như thế này đây. Nên các bác cân nhắc. Bây giờ đi phải đi sửa đây. May là tìm ra rồi, đi tháo từng tấm một đây. Tháo hết cả bên kia bên này. Tìm thấy cái chỗ bị hỏng. Đây, hiện tại bây giờ là hơn 12 giờ bắt đầu em hoàn thiện. Máy lúc đang hoạt động là một PV1 là 2.400, PV2 là 1.100 và PV3 là 1.100. Tổng nhà đang ăn 1.306W, không kéo điện lưới phát nào. Công suất nạp ắc quy là 3.246W, ắc quy đang 22%. Đấy. Con máy này 10 kg cả nhà nhé, 4 dàn pin, 3 MVPT. Ở dây thì sử dụng dây 6 thôi bởi vì tải nó cũng bình thường, tải thông thường nó chỉ khoảng hơn 3 kg, có lúc nào cao điểm đến 5 kg nên chạy dây 6 ly Trần Phú vẫn là ok. Đấy, còn automat tổng từ cột điện vào nó sẽ qua một cái cầu dao như này. Em chạy cái dây 8 của Nhật vào đây. Trước đây là 3 tủ này. Bây giờ bỏ đi dồn thành một cái tủ to này rồi, vẫn thừa một chỗ. Đây, có 4 dàn pin, có cái át này là 32A là có 2 dàn pin chơi chập lại này. Hai át này là có hai dàn pin, dàn số PV32, PV3, đây là PV1. Cassette này, ATS này. Đây là automat tổng từ ngoài cột điện vào. Đây là automat hòa lưới và đây là automat backup. Tất cả các automat đều sử dụng loại 63A hết. CT bám tải sẽ kẹp vào đây. Dây tải từ cột điện vào là qua cái cầu dao này. Hai cái dây trắng nó sẽ đi vào đây. Nó xuống thế này. Đấy. Từ xuống như này thì nó lên chân cổng 1 của ATS. Từ cổng ATS thì nó lại vào nó xuống đây. Nó vào trong biến tần. Đây là đầu ra của biến tần. Khi nào mất điện thì là ATS sẽ nhảy xuống dưới nhá. Đây ví dụ mất điện lưới này. À không bạn. À, đây là AT ấy thôi. Em xem thế nào. Đúng rồi, AT này thì chả ảnh hưởng gì. Đây là hai cái át đấy của nó này. Đó. Xong thì bây giờ chỉ còn mỗi cắt dây. Có cái ống xi cáp này thì siết vào để cho côn trùng nó khỏi chui vào, thạch thùng nó khỏi chui vào làm tổ này.
hoàn thiện. Đây cầu giao điện tổng này, ngắt điện này. Đấy, ATS nó sẽ nhảy xuống dưới này. Có điện nó nhảy lên trên này. Đấy, có điện nó sẽ nhảy lên trên như vậy. Khi đó thì phải chờ một chút thì là cái biến tần thì nó sẽ tự điều chỉnh nhá. Một chút thì có điện lưới, sau khoảng một phút thì nó sẽ tự điều chỉnh lại điện tải. Đây wifi của nó đây. Máy LXP 10 kW. Đây đồ đạc bừa bãi. Bây giờ còn một việc nữa là nâng cấp phần mềm cho pin lithium SVE. Đã có bản pin phần mềm mới của lithium SVE rồi, tí nữa em sẽ nâng cấp. Sau đó là hoàn thiện thì về. Đây, giờ le nó đóng rồi, đang chờ tí để cho nó đấy, nó điều tiết điện này. Và một chút nữa thì nó sẽ không lấy lưới nữa. Đấy, hiện tại là lấy lưới 36W này. Đấy, máy nó sẽ tự điều tiết tiết điện. Ở đây thì khách hàng bán được điện nhé, nên là thừa điện sẽ bán ra ngoài. Rồi, các bác có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp hoặc là chỉnh sửa dàn pin năng lượng mặt trời, liên hệ bên em làm việc khu vực miền Bắc nhé, các tỉnh miền Bắc. Các bác nào có nhu cầu chỉnh sửa các thứ thì cứ alo số điện thoại hiện trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép là kết thúc video tại đây.